gà nhà tôi có hiện tượng bị bệnh đầu đen ghép với E. coli, nhờ chuyên gia tư vấn phác đồ điều trị như thế nào? Xin mời chuyên gia. Rồi, thưa anh, những cái bệnh đầu đen ghép với E. coli thì anh cần tiến hành theo các cái bước sau đây. Bước thứ nhất là phải xử lý cái môi trường chăn nuôi. Thế vậy cái xử lý môi trường chăn nuôi là như thế nào? Thì anh cần lưu ý này, sới cái mặt đất, mà khi ở mặt vườn hoặc là mặt đồi đấy, lấy cuốc anh sới nhẹ này thôi. Và sau khi mà sới cái nhẹ cái mặt đất ở vườn hoặc ở đồi thì anh rắc vôi bột vào đó. Và phải rắc với cái độ dày nó khoảng 0,5, 0,1 hoặc là 0,2. Và cái công việc này anh tiến hành vào buổi tối. Chứ nếu mà tiến hành vào ban ngày thì hanh này hoặc là nắng thì nó sẽ vôi bột nó sẽ khô, và gà lúc đó anh thả gà ra, gà nó bới thì nó sẽ hít vào đường hô hấp và gà sẽ bị hen khẹt nhiều, cho nên phải sử dụng vào buổi tối. Thế đấy là cái thứ nhất anh cần phải tiến hành về cái xử lý môi trường. Và đồng thời với việc dùng vôi đấy thì anh dùng thuốc sát trùng, anh phun vào chuồng nuôi, phun vào cái xung quanh cái khu vực chăn nuôi. Thì đấy là cái bước thứ hai mà anh cần phải tiến hành xử lý môi trường. Và bước thứ ba là điều trị. Thì anh dùng theo một cái phác đồ như sau. Anh cũng cho toàn bộ đàn gà uống nước tỏi. 100g tỏi giã nhỏ pha với 10 lít nước gạn lấy nước trong cho gà uống tự do. Còn cái bã tỏi anh trộn vào khẩu phần ăn hàng ngày cho gà nó ăn. Và anh dùng các loại thuốc sau đây anh vào trộn vào khẩu thức ăn hoặc là phần nước uống. Thứ nhất là Enzoflox 20%, hoặc có thể dùng Enrosin 20%, hoặc có thể dùng Flor 30, hoặc có thể dùng Neocolic, hoặc có thể dùng là Ampicolic. Anh trộn vào khẩu phần ăn cho đàn gà ăn vào buổi sáng. Còn buổi chiều thì anh dùng thuốc để điều trị cái bệnh đầu đen. Thì cái thuốc điều trị bệnh đầu đen ở đây là những cái chế phẩm có cái hoạt chất là sulfamolometusin. Thế vậy thì trên thị trường có rất nhiều các cái chế phẩm, thì anh có thể chọn mua một trong các loại chế phẩm như sau. Su99, tức là trong cái chế phẩm này nó 99% là sulfamonometoxin, tức là nó gần như là tuyệt đối, như vậy là hiệu quả điều trị nó sẽ cao hơn. Su99, hoặc nếu không có Su99 thì anh sử dụng cái chế phẩm chi sulfa, thì cái này nó cũng có tác dụng rất là tốt. Đấy, Su99 hoặc là chi sulfa anh trộn vào khẩu phần ăn vào buổi chiều cho gà ăn. Như vậy thì cả hai loại thuốc này sáng chiều và cho đàn gà ăn liên tục 5 đến 7 ngày, nhớ là 5 đến 7 ngày. Thế đồng thời dùng thuốc để tăng cường sức đề kháng, rồi tăng cường giải độc và bồi bổ cơ thể, thì anh dùng điện giải glucagase kết hợp với multivit kết hợp với vitamin ADE, nhưng đặc biệt thuốc giải độc gan thận anh phải có. Để những thuốc này anh hòa với nước cho gà uống tự do và uống liên tục 10 đến 15 ngày. Thế để mà triệt để cái bệnh đầu đen ấy, thì sau khi mà uống thuốc điều trị 7 ngày, tức là đến ngày thứ 8 ấy, thì anh dùng 1 gam thuốc tím, anh pha với 10 lít nước cho toàn bộ đàn gà uống liên tục trong vòng 2 giờ. Và sau 2 giờ nếu mà cái dung dịch đó còn thừa thì anh đổ đi. Và với cái phác đồ điều trị như vậy thì sẽ khắc phục được cái hiện tượng trên đàn gà mà anh nói là ghép E. coli giữa E. coli với bệnh đầu đen. m-nongnghiep.vn, kênh thông tin chuyên biệt về nông nghiệp, nông thôn và nông dân, với những tin tức nóng luôn cập nhật về tình hình nông nghiệp trên cả nước, những mô hình sản xuất hiệu quả, kinh nghiệm hữu ích trong sản xuất nông nghiệp sẽ được gửi tới bà con hàng ngày. Và đặc biệt là dịch vụ tư vấn trực tuyến sẽ giúp giải đáp tất cả các vấn đề về sâu bệnh hại ở tất cả lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi và thủy sản. Bên cạnh đó, kênh thông tin khởi nghiệp sẽ giúp bà con có cái nhìn bao quát nhất về quá trình khởi nghiệp của mình,
Ở đó, các nông hộ sẽ có được sự đồng hành, giúp sức của các chuyên gia ngay từ khi lập kế hoạch sản xuất cho tới khi xuất bán sản phẩm. Hãy truy cập vào website m-nông-nghiệp.vn hoặc nông-nghiệp-tv.vn để có những thông tin nhanh nhất, mới nhất, hữu ích nhất về sản xuất nông nghiệp. m-nông-nghiệp.vn. Thông tin vì nhà nông, về nhà nông. Sau này nó có bom gì lai giống cái củ nhỏ vào nó trả khẩu là lai qua lai lại á, như là như vậy á. Khán giả chỉ cần gọi điện đến tổng đài 1900-6145 của kênh truyền hình Nông nghiệp Nông thôn VTC16 hoặc tương tác với kênh YouTube của kênh VTC16 sẽ được chuyên gia nông nghiệp giải đáp trực tiếp trong khung giờ từ 9 đến 12 giờ và 13 đến 16 giờ từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần. Nội dung tư vấn của chuyên gia sẽ được truyền hình trực tiếp trên kênh YouTube của VTC16. Để cho ra hoa. Sự thay đổi từ tư vấn trực tiếp trên sóng truyền hình từ 20 giờ đến 21 giờ trên kênh VTC16 sang tư vấn trực tiếp 6 tiếng trong buổi sáng và buổi chiều trên mạng Internet được các chuyên gia nông nghiệp đánh giá rất cao. Dịch bệnh xảy ra và họ cần một sự tương tác, tức là phải điều trị, phải giải quyết kịp thời, tức là điều trị kịp thời ngay thì mới đem lại hiệu quả. Và có những cái bệnh mà nếu chúng ta đưa ra phác đồ điều trị và khán giả họ thực hiện luôn thì như vậy thì ngày hôm sau là bắt đầu đã thấy có sự chuyển biến rồi. Thế nhưng mà nếu mà chỉ cần lùi lại một ngày thôi thì có thể đem lại một cái hậu quả không hề mong muốn. Có những cái mô tả của bà con chưa rõ thì chúng tôi hỏi lại thì được cái là bà con cũng nói ngay, thì cái đó là làm cho cái chẩn đoán của chúng tôi nó cũng sẽ rõ ràng hơn. Cái câu hỏi cụ thể như ở lĩnh vực trồng trọt thì nói luôn là cây ở giai đoạn nào, bao nhiêu năm tuổi. Thậm chí là khán giả có thể gửi hình ảnh đến để cho chúng tôi nhìn và chúng tôi tư vấn cho thì sẽ tốt hơn. Trả lời trực tiếp, tư vấn kịp thời, chính xác, thời lượng cuộc gọi tăng lên. Mỗi khán giả có thể đặt một hoặc nhiều câu hỏi cùng một lúc. Chuyên gia sẽ tư vấn cho đến khi khán giả cảm thấy hài lòng. Ngoài gọi điện, khán giả có thể gửi hình ảnh, video để chuyên gia nhận biết dễ hơn và chính xác hơn. Đó là những mục tiêu, lợi ích của chương trình tư vấn nông nghiệp trực tuyến của kênh VTC16 mang đến cho quý vị khán giả. Một ngày, chúng tôi thống kê là có khoảng gần 800 câu hỏi cho đến 1.000 câu hỏi của bà con gửi về. Như vậy, tần suất hoạt động trong thời gian qua khi mà theo dõi thì thấy là cũng đáp ứng được phần nào. Tất nhiên là không thể hết được, nhưng cũng giải quyết được phần nào những nhu cầu của bà con. Từ 9 đến 12 giờ và 13 đến 16 giờ các ngày từ thứ 2 đến thứ 6, bà con có hai cách để trò chuyện trực tiếp với chuyên gia ở các lĩnh vực nông nghiệp. Cách 1, truy cập YouTube 3NVTC16, nhấn nút đăng ký kênh VTC16 và đặt câu hỏi ở phần bình luận livestream tư vấn nông nghiệp trực tuyến. Cách 2, gọi tới tổng đài 1900-6145, bấm phím 1, gặp chuyên gia trồng trọt. Bấm phím 2, gặp chuyên gia chăn nuôi. Bấm phím 3, gặp chuyên gia thủy sản. Quý khán giả có thể xem lại phần tư vấn trực tiếp hoặc câu trả lời của chuyên gia cho các câu hỏi gửi về tổng đài 1900-6145 trong chương trình Hãy hỏi để biết phát sóng 20 giờ tối từ thứ 2 đến thứ 6 và Hỏi đáp trong ngày phát sóng 11 giờ hàng ngày hoặc trên YouTube 3NVTC16.